Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, trời ơi, vô bot ơi, nhìn kìa, đẹp quá trời quá đất luôn á. Trời ơi, đẹp quá à. Đẹp quá à, trời ơi, miếng cá này mà chiên muối ớt là ngon lắm luôn á. Ờ đúng rồi, mấy con cá này mà đem đi chiên muối ớt là ăn hơi bị ngon ấy vô mốt. Ê nhưng mà vô mốt nhìn kìa, xung quanh đây nè, nhìn nè, có rong biển nè, rồi có thêm cả mấy con san hô. Ù, có cá voi nữa kìa vô mốt. Wow. Trời ơi, trời nó bự kìa, trời bự dữ vậy. Đẹp dễ sợ luôn á. Ê nhưng mà có khi nào mấy con cá voi nó hút mình cái bởi thuyền luôn vô mốt. Sợ lắm ấy nha. Ê vô mốt, ông nghe tôi nói gì không? Tôi hỏi sao không chịu trả lời vô mốt. Quay. Ủa. Quay. Hay. Ủa, vô mốt ơi. Ông đâu rồi? Ủa trời ơi, tự nhiên không đang ngồi trên thuyền, không chịu ngồi đi nhảy xuống dưới biển bơi đâu mất tiêu rồi. Vô mốt. Cứu tôi với, cứu tôi, cái con nào bắt tôi nè. Ủa đâu? Ông đang ở đâu vậy? Ông nói cái đầu ông mèo ơi, cái con gì nó khổng lồ nó bắt tôi rồi, tôi sợ quá. Cái gì? Ở trên đầu hả? Đâu đâu? Ủa đâu? Ui, cái gì vậy? Trời ơi, đi biển mà bị chim mắc là sao vậy? Ủa vô mốt ơi, sao tự nhiên ông ngồi với thuyền tôi, ông không chịu ngồi, ông bay lên trên trời chung với con chim đại bàng kia vô mốt. Ủa mà sao ông leo nó được vậy? Trời ơi, trời, ông thấy có ai mà người ta đi cưỡi chim mà vui không? Trời ơi, tôi bắt cóc ông nội ơi. Trời, cái con chim đại bàng kia thả vô mốt ra. Ây da trời, con chim đại bàng. Quay, con chim đại bàng kia thả vô mốt ra. Thả ra. Trời ơi. Ôi rồi, sao rồi? Tôi nha. Trời ơi, nó bắt tôi về rừng rồi em sao ông ơi? Trời ơi, yên tâm, có tôi đây, tôi sẽ cứu ông. Đứa ai, con chim đại bàng kia. Đứa ai? Ôi trời, rồi xong. Rồi xong, nó bay mất tiêu rồi bạn ơi, rồi xong. Vô mốt. Rồi xong mấy bạn ơi, con chim đại bàng nó bắt mất tiêu vô mốt. Ủa tính ra là bơi dưới biển không bị cá mập ăn thịt, không bị cá voi ăn thịt mà bị con chim đại bàng bắt là sao ta? Cái gì kỳ vậy? Vô mốt, yên tâm đi, tôi sẽ cứu ông. Vô mốt. Hừ, trời ơi, con chim kia sao ngươi dám bắt ta hả? Thả nó ra, ngươi có tên là ta kêu Phong Cận, tới mừng thịt ngươi không? Ta nói Phong Cận là làm ngươi thành đại bàng lắc muối ớt người ta đâu? Ủa trời ơi. Trời ơi, tại sao ngươi không bắt ta mà lại bắt bạn của ta hả? Ủa, cái gì đây? Hả? Một hòn đảo bay trên trời sao? Wow, cái gì mà cao tuốt trên mây luôn vậy? Trắng xóa không thấy gì luôn. Ui, khoan, nó là chim đại bàng thì nó sẽ sống ở trên trời. Ui, có khi nào cái này là hòn đảo của nó không mấy bạn? Có khi nào vô mốt đem mày bắt nhốt trên kia không? Vô mốt! Vô mốt ơi, yên tâm đi, tôi sẽ lên cứu ông đừng sợ. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, vô mốt sợ độ cao lắm. Vô mốt mà leo tuốt trên cao vậy, thế nào ổng cũng xe xỉu luôn cho mà coi. Bây giờ làm cách nào để lên trên đó được đây trời? Để xem coi. Nhìn coi, ui trời ơi, chỗ này toàn là băng tuyết không mấy bạn ơi, lạnh muốn chết luôn á, làm sao mà mình lên trên đó được. Ôi trời ơi, lạnh quá, quên mất không mua cái áo lạnh mặc vô. Ôi, lúc thì ở sa mạc á, lúc thì ra ngoài núi tuyết thời luôn á. Ui khoan, ở bên này có nước nè, hay là mình bơi nước, mình bơi lên trên kia ta. Ừ, hợp lý, để mình đi vô mình bơi. Nhưng mà khoan, ở chỗ này là chỗ núi tuyết đó, không biết có bơi nổi không đây. Ôi trời ơi, lạnh muốn chết luôn á trời. Nhảy lên đây nè. Ok, leo đây rồi. Cái gì đây? Một con rồng. Oh my god, một con rồng nó bị đóng băng luôn các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Ui, hình như con rồng này nó cũng giống như mình, nó tính gọi là chui trong cái nước này để nó tắm hay là cái gì các bạn, xong nó chui xong nó bị đóng băng luôn, nó cứng người lại luôn các bạn. Ôi trời ơi,
con rồng mà nó còn chết thì huống gì là mình chạy. Trời ơi, vậy làm cách nào mà mình có thể lên trên đó để mình cứu được vô boss đây? Con rồng nó còn chết thì huống gì mình là con người. Trời ơi, vô boss ơi, hồi nãy ông không chịu đưa tôi mấy hộp sữa, tôi uống vô tôi biến hình cái là tôi lên cứu ông được rồi. Vô boss ơi, bạn của tôi à, từ nay chúng ta sẽ không gặp lại được nhau nữa rồi. Có ai kìa? Ủa, ông kia, ông là ai? Tại sao con khóc? Trời ơi, cái người mà hỏi câu hỏi này trên đời này chỉ có thể là ông Bụt mà thôi. Ông Bụt ơi, ông Bụt, ông Bụt ơi, ông Bụt ơi, ông Bụt ơi, con xin ông. Ông ơi, ông có thể nào giúp con được không? Bạn của con bị bắt lên trên cái ngọn núi tuyết. Không, cái này là có hòn đảo bay chứ, hòn đảo bay tuyết trên kia nè. Thôi bây giờ cũng không có cách nào để con lên trên kia con cứu được bạn con hết. Ông ơi, ông có cách nào giúp con lên trên đó được không? Cười gì, cười gì? Tại 10 năm ở đây nè, nè nha. Người ta đang khóc mà chị ông cười à, kỳ lắm nha. Nha ông kia, có giúp được không? Cái tiếng cười người ta kỳ cục vậy gì vậy? Có muốn được giúp không? À muốn muốn, dạ dạ muốn ông ơi. Nếu chị để con ta nói hết câu. Dạ dạ. Với kinh nghiệm sống 80 năm ở đây của ta, cái việc lên trên kia là chuyện đơn giản. Ta tất nhiên là ta có cách rồi. Wow. Ui có cách hả? Vậy ông ơi, ông chỉ con đi có cách nào lên trên đó không? Ông có máy bay trực thăng hay tên lửa gì đúng không? Mấy cái đấy thì ta không có. Cái gì vậy? Trời ơi, vậy nói chi trời. Thôi thôi dẹp đi cho rồi, mệt quá. Ta có cách khác. Trời ơi, trên đời này có bao nhiêu cách à trời. Dạ dạ dạ, có cách khác hả? Dạ rồi, con xin lỗi, con xem thường ông quá. Dạ, cách gì không? Giới thiệu với con, đây chính là hạt đậu. Hạt đậu này chỉ đúng vậy, chỉ cần gieo xuống nó sẽ mọc lên, nó mọc lên tận tít trên trời cao luôn. Wow, vậy là con có thể lên trên kia để cứu bạn con rồi. Vậy thì ông có thể nào cho con xin cái hạt đậu thần này được không ông? Tất nhiên là không rồi. Ủa sao vậy? Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên ông cười quá trời, cái ông kêu ông giúp con, giờ con xin ông không cho vậy, ông tính làm gì? Ủa con à, trên đời này không ai cho không ai cái gì hết á. Bây giờ sao? Con muốn có cái hạt đậu thần này đúng không? Dạ. Con phải trả một cái giá. Cái giá là tương xứng với nó. Ta nghĩ xem nào, bao nhiêu cho vừa ta. Trời bây ơi, giờ làm nào để được giá ta. 1000 kim cương. Cái gì? 1000 kim cương? Trời ơi ông ơi, ông là gọi là giúp con hay là ông ăn cướp vậy? Ông bán 1000 kim cương rồi, tiền đâu con có mua. Ờ thôi thì không sao, hoặc là có hạt đậu thần để cứu bạn, còn không thì thôi cứ ở dưới này thôi. Dạ xương của bạn nhá. Dạ thôi thôi được rồi, con xin ông bây giờ ông bán thiếu con được không? Bạn của con giữ hết kim cương rồi, hôm bữa con mới cứu được nàng công chúa từ thế giới kim cương. Cô ấy tặng của con tận 2 rương kim cương lận. Wow. Mà bây giờ bạn con giữ hết trơn rồi. Bây giờ ông cho con mượn hạt đậu thần đi, con lên cứu bạn con xong rồi con xuống con trả ông được không? Có tin được không ta? Cũng được. Phải có gì đó là tin chứ. Trời ơi, ông nhìn mặt con đẹp trai thế này mà nhìn ông bộ ông nhìn mặt con nhìn giống mấy thằng lừa đảo mà. Đúng. Giống gì mà giống, ông kỳ quá à. Thôi, giờ ông cho con đi mà, con xin ông á, con không bao giờ biết nói dối là gì đâu, hời luôn á. Từ nhỏ ơi, giờ chưa bao giờ biết nói dối gì luôn. Con mà nói dối câu nào á ha là trời mưa luôn đi. Đó đúng rồi, trời mưa luôn. Con mà nói dối câu nào là trời mưa luôn. Có vẻ trời không mưa ta. Đúng rồi, thôi trời được rồi. Giọt mưa rồi đâu. Nhìn mặt cũng sáng sủa, mặc dù xấu trai một tí thôi cũng nhìn được. Được rồi, ta tin tưởng ngươi nhá. Đây, bây giờ là ta đưa cho ngươi hạt đậu thần này. Bây giờ ngươi hãy gieo trồng ở gần cái khu kia kìa. Đó, lúc đấy thì hạt đậu thần cây nó sẽ mọc lên và ngươi sẽ lên được đó. Xong dạ, đó dạ. Giải cứu xong thì nhớ được tiền nhá. Dạ dạ, con biết rồi, cảm ơn ông. Trời ơi, thấy không, mày thấy không, trời ơi, tính ra là cái thế giới này mình chỉnh cho nó không có trời mưa không. Thôi, mình mới vừa nói xong câu đó là trời mưa luôn các bạn. May quá mình chỉnh thế giới cho tắt hết mưa rồi. Ủa trời ơi. Thôi, nhưng mà không sao, mình là một đứa trẻ ngoan. Mình đã nói là mình phải giữ lời, tí nữa mình sẽ đem tiền mình trả cho ông, cái ông đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ trồng cái hạt đậu này đâu ta? Trồng bên này đi. Chắc là trồng bên này là hợp lý nhất là bạn. Ok, đâu đó. Ôi no, ở chỗ này nó không có đất. À đây, bên dưới này có, Ok, rồi. Đào nhiều đất lên bạn ơi. Đó, đào nhiều đất lên. Rồi ok, sau đó quăng hạt đậu thần xuống dưới đây. Rồi, sau đó lắp đất lại. Lắp lại. Ok. Hây. Rồi bây giờ chờ cho hạt đậu thần nó lớn ra thôi. Ủa, lâu quá ta. Đậu thần ơi, lớn đi.
bạn ơi, mình không ngờ là cây đậu này lại to đến như vậy luôn á, nó vươn lên tới trên cái hòn đảo phía trên luôn các bạn ơi. Hợp lý, được rồi, vậy là cũng đã có cách để có thể leo trên đó mà không cần gọi là bơi trong nước rồi. Ok, được, mình sẽ leo lên trên cây đậu này. Robot ơi, đợi tôi một chút nha, tôi sẽ cứu ông nha Robot, đợi tôi. Rồi, ai ôi, trời, cây đậu này khó leo bạn ơi. Ui, may quá, ở trên cây đậu này nó có mấy cọng dây leo nữa, bạn mình có thể leo lên được. Robot, tôi tới đây. Hay, cố lên, gần lên tới nơi rồi. Đừng để bị rơi xuống, không thôi là phải leo lại từ đầu đó. Trời ơi, mệt quá bạn ơi. Ui, cái gì mà cao vậy? Oh my god. Trời ơi, bây giờ mà té xuống dưới cái là tan xương nát thịt luôn bạn ơi. Cố lên. Cuối cùng cũng lên trên được rồi. Trời ơi, nó cao dễ sợ luôn các bạn. Ôi trời ơi, một hòn đảo ở trên bầu trời, đúng là cái nơi gọi là sinh sống của con chim đại bàng hồi nãy rồi. Bây giờ làm cách nào lên trên kia được đây ta? Ok, thôi bây giờ mình sẽ thử mình bám tường để mình leo trên kia nha các bạn nha. Cố gắng lên, gần lên tới nơi rồi. Ôi trời ơi, chỗ này đến tận 2 block lận, phải đập cái này ra để leo lên thôi. Ok. Trời ơi mệt quá. Cái gì đây? Oh my god, mình không ngờ ở trên đây nó lại rộng nó như vậy luôn các bạn ơi, bạn nhìn nè. Trời ơi, một hòn đảo rất là rộng luôn. Thôi gì đây? Ôi, hình như mấy con này là mấy con canh cổng nè các bạn. Mấy con chim này nó canh cổng nè, nó không cho mình vào được đâu. Bây giờ mình phải kiếm chỗ nào đó để mình lẻn vô mới được. Mình sẽ nhảy qua bên đây. Ok, kiếm chỗ nào đó mình nhảy vô bạn ơi. Ôi, cái gì kia? Một con vẹt mà to dữ vậy. Trời ơi, trời, nhìn sợ dữ. Ok, nhảy lên này, nhảy lên này. Không biết cái chỗ nào để xuống dưới được không ta. Ui, bên này có cái hồ nước. Hợp lý, để mình qua bên đó. Rồi, bây giờ tới chỗ có hồ nước rồi nào. Nhảy xuống dưới thôi. Ui, lạnh quá. Trời ơi, bạn ơi, lạnh quá. Bơi lên trên lại. Trời ơi, lạnh muốn chết luôn. Trời ơi, lạnh quá, trời ơi. Cái gì đây? Ở chỗ này còn có thêm hai cái con gì mà con rồng lai chim hay sao nữa bạn ơi. Nó đang canh cửa nè, không vào bên trong được rồi. Chắc chắn là Mr. Yomot đang bị nhốt ở bên trong đây. Bây giờ làm sao đây ta? Làm cách nào để vô trong được cho ta? Đúng rồi, mình sẽ thử đào tường mình đi vô. Đúng rồi, mình sẽ lẻn ra phía sau các bạn ơi. Lẻn ra phía sau, đào tường để mình đi vô. Ok, nhảy này. Ok, thôi, chỗ này chắc là được nè. Bây giờ mình sẽ cố gắng dùng tay của mình để mình đập cái này ra. Cố lên. Ây da, đau tay quá à. Đập, cố gắng lên. Trời ơi, ở trong đây còn có mấy con dê siêu to khổng lồ nữa các bạn, nhìn sợ quá à. Cái gì ghê quá vậy? Ui, à đây, Mr. Yomot. Hay Mr. Yomot nè. Ok, để mình sẽ cố gắng chậm thôi. Không để cho mấy con dê này phát hiện ra mình bạn ơi. Yomot. Yomot. Đúng rồi, tôi tới để cứu cậu đây. Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Được rồi, bây giờ để tôi cứu cậu ra. Trời ơi, cái này nó làm bằng thép hay bằng gì á, đập không được vô mod ơi. Yomot, mau. Trời ơi, cứng lắm. Mau đưa tôi hộp sữa vô mod để tôi uống cho tôi biết hành xuyên vô mod đi. Nhanh lên. Hợp lý. Nè, cầm đi. Ok. Để uống đi. Đây. Rồi, được rồi. Bây giờ đã đến lúc mình đã có được sữa vô mod rồi. Chúng ta cùng nhau biến hành siêu nhân vô mod thế nào các bạn ơi. Ôi! Ngom. À, một cảm giác thật vô mod. Siêu nhân vô mod biến hình. Hay da. Ok các bạn ơi. Và cuối cùng thì mình đã biến hành siêu nhân vô mod rồi đây. Ôi, mấy con quái vật này. À quên, từ quên mất. Còn phải giải cứu vô mod rồi chứ. Tránh ra. Trời ơi, tôi đại hội chứ. Ôi, yên tâm, có tôi đây. Tôi mà. Đây nè, vô mod cầm lấy. Tí nữa dùng mấy cây này quýnh mấy con quái vật phụ tôi. Ok, bây giờ thì tiến lên nào. Ui, quái vật nè. Quái vật. Ui, trời ơi, con dê này nó cũng khỏe quá bạn ơi. Ui. Chà, ui trời ơi, mấy con này nó canh cửa cho nên nó khỏe bạn ơi. Ui trời ơi, tiến lên nào vô mod, tiêu diệt hết bọn nó. Thôi, mấy con dê canh cửa nè. Mày, quýnh nó vô mod. Đúng rồi, hay quá vô mod ơi, sử dụng kiếm lửa quýnh nó vô mod. Mày, ok. Bên này còn nữa nè. Không sao, còn tôi. Tôi phụ cho.
Yên tâm đi, trời ơi, có sữa vô bót ở đây, chúng ta vừa có thể hồi máu, vừa có thể đánh nhau được với bọn nó luôn, hơi bị mạnh luôn. Ôi, con dê siêu to khổng lồ kia. Ây da, thôi nè. Vô bót, quýnh, quýnh con nó đi, tôi quýnh con bên này cho. À, chắc gần hai con luôn trong coi. Chắc gần hai con luôn. Ôi, trời mạnh vậy đó. Tôi mà, có sữa vô bót ở đây, tôi hơi bị mạnh luôn á. Ôi, con ơi. Ôi, dạ. Dạ, dạ, ôi, ôi, đau quá, dạ. Mày, ôi, ôi, vô bót, vô bót rồi. Ok, yeah, rồi. Trời ơi, cậu đánh hai con đi, đợi tôi đánh con được rồi. Cái con kia nó mạnh quá bạn ơi, mình mới vừa win nó xong mình bị hết năng lượng rồi. Bây giờ mình phải uống thêm sữa vô bót cho thầy. Nhầm. À, nạp năng lượng vô. Rồi, ra đây nào vô bót đi. Ở ngoài đây còn có thêm hai con rồng. Ôi trời, nó đang hôn nhau, thả cơm chó rồi vô bót. Đánh thôi. Ôi, vô mod đánh con bên kia đi, tôi đánh con bên này cho. Ôi nè, cho chưa. Trời ơi. Ây da, sao cả hai con đều quýnh mình tôi vậy? Chắc nó thấy tôi đẹp trai với vô mod. Tôi đẹp trai hơn ông rồi. Tôi đẹp trai hơn ông rồi. Vậy tôi đẹp trai quá nó không dám quánh nhiều không? Tào lao, tại vì thấy tôi đẹp trai hơn ông cho nên là nó mới quýnh tôi, nó không quýnh ông đó. Ôi, trời ơi. Nó quýnh tôi, nó không cho tôi lại gần nó luôn. Mày rồi chết rồi. Còn con bên kia hả vô mod? Đây tôi quýnh bọn cho. Ôi. Quýnh đó. Mày. Rồi. Ok, chết rồi. Chạy nhanh lên. Ui, con chim vạc siêu to khổng lồ. Ui, nó đánh tôi vô mít. Quýnh đó. Này, tôi phụ cho. Tôi với ông biến cho gọi là cái gì ta, cái lâu đài của cái bọn chim này thành chim nướng luôn. Hey. Đem tụi mày đem đi quay luôn. Quá mấy bạn ơi. bên này nè, còn cái này vô mít ơi, qua đây phụ tôi. Ông quýnh bên kia đây, tôi quýnh bên này cho. Ôi, sửa cái một ha. Mày ơi, ok. Ui. Có vô bót cố lên. Đó, nó đang bị mạnh nhá. Nó đang bị nướng lên kìa, tí nữa bọn mình đem nó đi làm thịt ăn luôn vô bót ơi. Mày, ok. Còn con nào không? Ui, như hết rồi sao ấy. Ok, rồi, đi tiếp. Ôi trời ơi bạn ơi, tính ra cái này là một cái gọi là người ta gọi lâu đài của loài chim hay sao bạn. Chỗ nào cũng thấy xuất hiện mấy con chim mà bọn nó tàn lao vô, bọn nó đánh bọn mình không à, chắc chắn cái này bọn nó hành tinh rồi bạn ơi, vô cùng nguy hiểm luôn á. Ôi trời. Ok, đi thôi. Let's go. Ui. Ai, vô bót ơi, ngoài đây còn nè vô bót. Còn mấy con nè. Có mấy con gà không, gà gì mà vậy? Cái con này không phải là cái con gà đâu, con này là chắc chắn là con gì ta? Con chim mà nó thành tinh đây đó, giờ nó cắn tôi nè. Ôi trời ơi. Phụ tôi vô bót. Đây là gà lai khủng long nè. Ôi trời ơi, chạy. Phải uống sữa vô mót chứ thôi. Ok, rồi. Ôi, ơi con rùi kìa, để tôi quýnh con rùi. Tại cái gì vậy? Ông quýnh con ai đây? Cắn tôi đau á, cứu. Quýnh đi. Rồi, tôi giết được gần hết rồi nè. Cố lên. Mày ơi, ok. Rồi. Ôi trời ơi. Mệt quá bạn ơi, tính ra bọn nó đông ghê luôn á. Thôi vô mod, bây giờ bọn mình kiếm đường để mình thoát ra ngoài đi. Vô mod, nhanh lên. Đi theo tôi. Qua đây vô mod ơi, nhanh lên. Đi theo tôi nè, tôi sẽ dẫn đường cho ông đi xuống dưới. Nhanh lên. Trời ơi, mỏi chân quá à, ông cõng tôi được không? Cõng cái đầu ông á, tính ra là con trai với nhau mà sao ông có suốt ngày ông đòi tôi cõng vậy hả? Được rồi, chuẩn bị này nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau thoát khỏi cái hòn đảo này thôi nào các bạn ơi. Trước tiên thì chúng ta còn phải uống sữa vô mod vô để nạp vô thêm năng lượng đã, hồi nãy đánh nhau với bọn kia gọi là mất nhiều năng lượng quá. Rồi ok, rồi vô mod, theo tôi. Này, tôi xuống liền. Bên này nè, leo, mình leo xuống. Hơi, ok, rồi xuống rồi nè. Nhanh lên. Gì? Đây, tôi sợ đâu cao, tôi đi từ chậm thôi chứ chắc nè. Cái gì đâu mà nhát gan vậy ông nội, nhanh lên. Rồi ok rồi. Hay. Qua đây. Đây nè. Nè vô mod, tôi nói ông nghe nè, hồi nãy tôi có kiếm được một cái cây đậu thần rất là xịn luôn. Nó có thể giúp cho chúng ta gọi là leo xuống bên dưới được nè. Xuống đây, nhanh lên. Hay. Gây ông tôi á, tôi kiếm được á, tôi lên đây tôi cứu ông nè, thấy không? Đó, xuống đây. Nhanh lên. Đây tôi xuống. Bên này. Nhanh lên vô mod ơi, chậm chạp quá một tí nữa con chim đại bàng nó bay tới là xong luôn hai đứa mình đó. Nhanh lên. Trời ơi, từ tôi sợ đồ cao gần chết nè. Trời ơi, đây đang đi nè, đi từ nè. Cố lên trời, con chim đại bàng bay tới giờ. Ôi, rồi, xuống liền. Vô mod ơi. Nhìn kìa. Con chim đại bàng kìa. Ôi trời, chết rồi các bạn ơi. Bây giờ con chim đại bàng nó phát hiện ra bọn mình rồi. Bây giờ làm sao đây? Nó bay đằng sau lưng bọn mình kìa. Có chừng, cẩn thận. Trời ơi, tôi yên tâm lắm, đi. Con chim này nó không làm được gì đâu. Ôi, bây giờ. Ôi, cái con chim này nó biết gọi là trưởng ra cái gì kìa vô mod ơi. Nghĩ cái gì nghĩ chạy rồi.
được gọi là chạy xa khỏi ta mà các ngươi sẽ thoát được sao? Nghĩ sao mà đơn giản quá vậy hay chá? Ê, vô bó đây, cẩn thận. Cái chân trúng cái viên này là bị đau lắm á. Ôi, cái chân. Sợ quá, tôi đứng đây, tôi chỗ nha. Ôi, tôi mới giờ bị dính có một viên thôi, tôi mất nửa ống máu luôn á. Cái chân nha, né. Ôi trời, chết rồi vô bó ơi. Bây giờ cái lá này có bé tí xíu thế này à, chúng ta không thể nào mình né được mãi đâu, thế nào chúng ta cũng sẽ bị dính đạn thôi. Bây giờ là cách nào đi vô bó? Ôi, chết rồi. Tôi không biết nữa. Giờ sao đây? Giờ đây. Ôi, né, cái chân. Cái chân. Làm sao đây vô mốt? Là người chạy đâu vậy? Đây chính là bầu trời. Mà bầu trời ta đây chính là bá chủ. Nè, cái tên đại bàng kia, ta nói cho ngươi biết nha. Ngươi làm gì ta cũng được, nhưng mà ngươi không được đụng đến người bạn vô mốt của ta đâu đó. Không hỏi là ta sẽ tiêu diệt ngươi đó. Vô mốt vậy đây. Vậy sao? Bây giờ bọn mình phải làm gì đây? Phong à, hả? Tôi nghĩ đây là cách duy nhất có thể cứu được cậu. Cậu sẽ bại là bạn tốt của tôi nha. Phong cỡ cố lên. Cái gì? Ê, vô bớt. Vô bớt, ông làm gì vậy? Vô bớt. Tên kia bỏ tôi ra. Bỏ đâu? Ai à, trời ơi, đâu. Ê, vô bớt. Vô bớt. Trời ơi, vô bớt với lại con đại bàng rơi xuống dưới rồi bạn ơi. Vô bớt ơi, ông đừng có bị làm sao nha. Tôi xuống với ông nè. Vô bớt. Còn bên này là gì đây? À, con chim đại bàng. Ôi trời, vô mốt khỏe quá vậy. Vô mốt bẻ luôn cái đôi cánh của nó các bạn ơi, cho nên nó bị rơi xuống dưới nè. Vô mốt thì sao? Vô mốt ơi, ông tỉnh dậy đi vô mốt. Nè nha, tôi nói ông nha, ông đừng có làm tôi sợ nha, tôi không có giỡn đâu đó. Ông là người đến từ hành tinh vô mốt mà, ông đâu có thể nào mà yếu đến như vậy được đâu, đúng không? Ông rơi từ trên nó xuống, ông vẫn bình thường mà, đúng không? Vô mốt ông đừng có làm tôi sợ nha, vô mốt. Không, vô mốt, trời ơi, tại sao vậy? Tại sao ông ngất xỉu mà ông vẫn mở mắt vậy hả? Vô mốt. Gì người ta đang khóc, ai cười vậy? Ai cười? Gì cười hoài vậy ông Bụt? Trời, người ta đang buồn mà ông Bụt cười hoài vậy ông Bụt? Tại sao con khóc? Ông Bụt ơi, bạn của con bị té từ trên cây đậu xuống, giờ ngất xỉu rồi ông Bụt ơi. Thì ra là vậy. Tạm biệt. Cái gì vậy? Ai cái gì kỳ vậy? Ủa, tính ra là quái ông Bụt. Ủa, tính ra là ông hỏi con à, vì sao con khóc về con nói rồi giờ ông phải cứu bạn con chứ sao ông bỏ đi vậy? Quá, chỉ con trình bày là bạn con bị ngã từ trên cây đậu thần xuống, ngã chiều cao như thế mà làm sao mà không có vấn đề gì được. Trời đất ơi, chắc chắn là phải có vấn đề rồi, làm sao người ta làm gì được? Tạm biệt. Đúng rồi. Ê, nhưng mà ông ơi, con nói ông nghe nè. Hồi nãy con có mua cái cây đậu này của ông với giá 1000 kim cương á. Nhưng mà bây giờ á, bạn con đang giữ kim cương mà bạn con ngất mất tiêu rồi. Vậy là không có kim cương trả cho ông đâu. Thế là không được. Đây, không sao. Bạn con đúng không? Trời ơi, dạ, bạn con. Ta là người tốt bụng đó, là thấy khó khăn thì ta giúp đỡ. Thấy gọi là ai đó gọi là có vấn đề gì ta làm hết thôi. Bạn con đây đúng không? Bạn con. Ta sẽ gọi là cho con một hạt đậu thần khác. Hạt đậu thần khác. Hạt đậu thần hơn. Đúng vậy. Đâu? Nó sẽ giúp cho bạn con có thể gọi là tỉnh dậy và đưa kim cương cho ta. Dạ, trời, cái hạt đậu thần này khi bạn con ăn vô bạn con sẽ tỉnh dậy ha. Ông Bụt. Tất nhiên rồi, ta nói cái gì thì nó phải đúng. Dạ. Con cho bạn con ăn đi. Vô mốt, ông ăn đi nhanh lên. Vô mốt ơi. Ông thấy trong người sao vô mốt? Vô mốt. Nhức đầu quá. Ủa? Vô mốt, trời ơi, ông làm tôi sợ muốn chết luôn á, vô mốt ơi. Ơi vô mốt ơi, lại tôi ôm ông cái rồi, trời ơi. Trời, tôi nói ông nghe nè, tôi sợ ông mà bị cái chuyện gì á thì ai mà đi phiêu lưu cùng với tôi đi giải cứu thế giới nữa đây. Tôi mừng quá. Đúng rồi. Cảm ơn ông Bụt nhiều nha ông Bụt. Trời ơi, nhờ có ông mà bây giờ bạn con mới tỉnh dậy rồi. Xin giới thiệu vô mốt, đây chính là ông Bụt, người đã cứu vô mốt đó. Ôi, cảm ơn ông Bụt nha. Rồi thay vì sự cảm ơn đó, con tặng ông Bụt sữa uống nè, sữa cho mốt.
Rồi, cảm ơn con nha, tao cũng thích sữa này nè. Nhưng mà nó điều quan trọng ở đây là tao cũng cần phải cảm ơn hai cậu. Thật ra con chim này chính là thú cưng của ta. Chính vì nó ăn một hạt đậu thần nên là nó đã có sức mạnh. Và nó đi phá làng, phá xóm, đi phá tất cả mọi nơi. Thật sự là ta không thể nào mà bắt được nó. Nhờ có hai cậu mà ta mới bắt được nó đó. Cảm ơn hai cậu nhiều nha. Wow, trời ơi bạn ơi, thì ra cái con chim đại bàng này chính là thú cưng của ông Bụt. Nhưng mà do nó ăn một hạt đậu thần cho nên nó có được sức mạnh. Và nó mới đi quậy phá vậy nè. Ôi trời ơi, thì ra như vậy. Dạ, vậy thì bây giờ bọn con xin giao lại cái con đại bàng này cho ông Bụt nha ông Bụt. Ông Bụt cháu phá kỹ nha, nào lỡ đó là bắt coi con sợ lắm ông Bụt ơi. Đúng rồi, ông về á, ông mua một cái két sắt á, ông nhốt nó vô. Ta biết rồi, cảm ơn hai cậu nha, thôi hai cậu đi về đi. Dạ dạ, bọn con đi đây. Ôi, vô mốt rồi. Thôi tính ra hồi nãy tính kêu ông dậy để gọi là lấy 1000 kim cương trả cho ông Bụt mà ông Bụt cũng quên. Thôi đi. Quên mất, hình như là mình thiếu 1000 kim cương đúng không ta? Ê, trời ơi, dạ rồi, ông Bụt bình tĩnh. Trời ơi, chạy không được rồi, vô mốt ơi, ổng là ông Bụt á. Vô mốt, ông đưa tôi 1000 kim cương đi, tôi trả cho ông Bụt đi vô mốt. Ông Bụt ơi. Ủa sao lại tôi vậy? Thì hình như là lần trước chúng ta đã giải cứu được công chúa Kim Cương á, xong công chúa Kim Cương có tặng cho chúng ta gọi là kim cương á, nguyên một rương luôn mà. Thôi trả cho ông Bụt đi. Rồi biết rồi, nè ông Bụt, lấy đi. Đây là các cậu đưa nha, chứ không phải là ta gọi là ta đòi nha. Cảm ơn, trời ơi, nhiều quá. Đâu ra mất tiền vậy à? Thôi, không sao đâu vô mốt. Chúng ta đi tiêu diệt quái vật, chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn nữa mà, yên tâm đi. Rồi, con cảm ơn ông Bụt nhiều nha ông Bụt. Chúng con cảm ơn ông. Bye bye ông Bụt. Rồi, cảm ơn Kim Cương lấp lánh nha. Trời ơi, lấp lánh quá, đẹp quá. Đó, mấy bạn thấy không? Bọn mình là những người giữ lời hứa. Đó, bọn mình hứa trả Kim Cương thì mình phải trả lại cho ông Bụt liền, bạn thấy không? Đấy. Và tập này mình đã cùng với Yomot, bọn mình đã có được một cây đậu thần leo lên trên lâu đài trên bầu trời và tiêu diệt con gọi là quái vật chim đại bàng. Mấy bạn thấy tập này có hay không? Nếu thấy hay hãy để lại bình luận bên dưới và nhớ nhấn nút like video này ủng hộ cho video của mình nha. Và đừng quên subscribe đăng ký kênh YouTube của mình nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. À mà quên nữa, mình có một câu hỏi này muốn dành cho mấy bạn hãy nhớ trả lời ở phía bên dưới để cho mình biết nha. Mấy bạn muốn tập sau Phong sẽ giải cứu trái đất hay là lên trên mặt trăng để tiêu diệt quái vật trên mặt trăng thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video sau nha. Tạm biệt. Một cảm giác thật dầu mòn. Hello team.